gì cũng xin lỗi, hàn gắn những vết thương thôi. Đừng cố im lặng, chỉ biết nhìn thời gian trôi. Ngại gì nói câu xin lỗi, buồn phiền rồi sẽ hết thôi. Tha thứ nhau vì những lời xin lỗi. Xẹp hoài à, mới bơm ngày hôm qua rồi xẹp hoài. Nghèo mà còn mắc cái eo nữa. Rồi giờ sao đi học đây? Ủa mình bị gì vậy? Xe hư. Bị xúc xên hay gì? Xe bị xẹp bánh rồi, mới bơm ngày hôm qua rồi xẹp nữa. Chán ghê luôn á, có cái chiếc xe đi học à mà nó cũng không có chịu để yên cho tôi nữa. Thôi đừng bực mình nữa, mới sáng sớm mà. Thôi bà cất xe đi rồi tôi chở bà đi cho. Thôi nha, không cần. Tôi tự lo được. Tôi đi học thì tôi tự đi được chứ mắc gì phải đi nhờ với bà. Tại vì xe hư mà, đi nhờ một chút có sao đâu. Không sao đâu, lên tôi chở đi cho. Cảm ơn, tôi không có cần. Thôi không cần giúp thì thôi. Cảm ơn bà. Ê, nói nghe nói. Một hồi lát nữa có ai lại á nói kiếm tôi á, nói là tôi không có ở nhà. Tôi đi rồi nha. Tôi không biết nói dối. Tôi nói dối tôi rùng lắm. Một lần thôi. Ê bây giờ sao? Ê, khóa cái cửa lại giùm luôn. Khóa cái cửa lại. Giục cho khóa luôn. Ê, giục sao kiếm được. Thảo. Dạ. Nga này nó đi đâu rồi con? Dạ, đi học rồi gì? Đi học? Dạ. Rồi coi còn canh cũng như không. Cái con nhỏ này nó không biết điều. Thấy thương tình, nghèo, khổ, lên đi. Cho ở phòng trọ, đâu có lấy mắt đâu. Mà ở thiếu 3 tháng tiền nhà rồi không chịu trả cho tôi. Cha mẹ cho ăn học đàng hoàng mà sao mà tánh tình nó không ngay thẳng vậy trời. Dạ thôi. Thiệt tình luôn á. Nè, dạ. Ở gần nó, thấy nó thì nhắc nhở nó giùm tôi nha. Dạ. Nói dạ. Mấy ngày nữa mà không có đóng tiền nhà là tôi đuổi ra chỗ này nha. Thôi đừng chứ có... mà chỗ tôi hơn nhà trọ không có ế đâu. Nhắc giùm cái đó. Thôi gì đừng có đuổi, tội nghiệp bạn nó. Dạ thôi. Bực bội hả? Ghét. Giờ có xe cũng ưa không nổi. Dạ con nghe nè mẹ. Dạ con đang ăn tối. Mẹ sao rồi, mẹ khỏe không? Trời ơi mẹ đừng có lo cho con. Ở đây á con sống thoải mái lắm. Con ăn uống cũng rất là ngon luôn. Mẹ ở dưới đó mẹ đừng có lo cho con. Dạ con biết rồi. Mẹ ơi, em sao rồi mẹ? Ủa có chuyện gì vậy mẹ? Có chuyện gì thì nói với con đi. Mẹ đừng có ấp úng như vậy, mẹ làm con lo á. Mẹ cứ việc nói, ở đây con lo được. Cứ yên tâm đi. Hả? Mẹ nói gì? Em phải mổ gấp hả? Trời ơi, sao bây giờ mẹ mới nói với con vậy? Thôi được rồi. Bây giờ á, bác sĩ nói là mình phải cần bao nhiêu tiền để mổ được vậy mẹ? Hả? 50 triệu. Trời đất ơi. À dạ không sao mẹ. Thôi bây giờ vậy đi. Mẹ cứ việc nói với bác sĩ, mình sẽ gom tiền rồi cho em nhập viện mổ liền. Con ở đây con sẽ gán xây sở. Thì bây giờ nếu mà làm một ca con không đủ tiền thì con sẽ cố gắng xin người ta làm thêm 2 ca nữa. À, 2 ngày nữa con á sẽ nhận được tiền lương ở chỗ mà con làm thuê á. Con sẽ gửi về cho mẹ, mẹ cầm đỡ cái tiền đó đi rồi xây sở, ví dụ như mua cái gì đó cho em bồi bổ để trước khi vô ca mổ em có đủ sức khỏe nha mẹ. Thôi được rồi, mẹ đừng có khóc nữa. Mẹ khóc á là mẹ làm con thêm lo đó. Con biết rồi.
Nhưng mà tuyệt đối là mẹ không được đi mượn tiền ai nghe chưa. Mấy người nhà giàu đó họ có tốt lành gì đâu. Cho mình mượn á, rồi vài ba bữa sau á qua chửi bao nhiêu lần rồi, con không muốn mẹ bị người ta sỉ nhục như vậy nữa đâu. Dạ, dạ rồi, thôi mẹ nghỉ ngơi đi. Dạ dạ dạ. Trời đất ơi, 50 triệu. Mình đi đâu kiếm ra 50 triệu bây giờ chứ. Thiệt chứ, nghèo mà còn mắc cái eo nữa. Sao đủ thứ chuyện ở trên đời hết vậy. Bây giờ kiếm đâu ra tiền đi. Tên 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 tên. Ai vậy? Tôi nè. Trời ơi, còn hỏi ai vậy? Ăn uống gì chưa? Tôi ăn rồi. Đợi gì, thấy. Ăn đi. Không có ăn. Sao vậy? Tôi mua 2 ổ bánh mì thịt gà nha, gà xé ngon lắm á. Tôi nói là tôi ăn rồi. Chị ăn rồi, lát ngăn nữa. Mệt quá đi, tao nói là ăn rồi mà. Sao mấy người ngộ quá, cứ hay lèm bèm nghe tôi vậy. Thì tôi thấy bà hay ăn mì gói, tôi sợ bà đi làm không đủ chất, rồi còn đi học nữa, cho nên thấy bánh tôi mì ăn ngon. Mì gói hay ăn cái gì là kệ tôi, không có liên quan gì tới mấy người hết á. Ủa sao tôi thấy kỳ quá vậy? Gì kỳ? Tôi chỉ muốn làm bạn với bà thôi mà. Sao lần nào tôi qua bà cũng hất hủi tôi hết. Tôi đâu có làm gì sai đâu. Cảm ơn. Tôi thân phận nghèo hèn, không có xứng đáng để mà chơi với những người giàu có như mấy người. Muốn làm bạn thì đi kiếm mấy người nhà giàu á mà chơi. Tôi đây nghèo lắm, tôi bị người ta khinh bỉ quen rồi, tôi không có chơi chung với mấy người nhà giàu được. Tôi cũng không bao giờ thích người ta bố thí cho tôi những cái miếng ăn như vậy. Tôi không có đói. Tôi không có bố thí gì cho bà hết á. Tôi thấy ngon thì tôi mua 2 phần, bà 1 phần, tôi 1 phần. Tôi thấy bà mạnh mẽ, bà kiên cường, với tôi nghĩ bà là một người tốt cho nên tôi mới muốn kết bạn với bà. Nhưng mà tôi không ngờ là bà lại có những cái cư xử và những cái lời nói như vậy. Rồi sao? Tôi đâu có mượn mấy người chơi chung với tôi. Tôi không có thích chơi chung với mấy người nhà giàu. Hiểu chưa? Được rồi, còn thì thôi, tôi đi về. Tôi để đây nè, muốn ăn ăn, không ăn thì dục. Tôi không có còn cái đồ bố thí. Mất dạy hả mày cũng may đó nghe hả, cũng may là tao về kịp nghe, cho nên của cải tao không mất nghe chưa mày. Cha mẹ mày có biết mày làm gì xấu hổ này không hả mày? Hả mày? Vậy thôi. Trời ơi, cái con này nè. Dì ơi. Nè, cái con này là đồ cái thứ mà tôi thấy tội nghiệp đó nè. Nó là sinh viên nghèo, tôi cho ở trọ 3 tháng thì nhà thiếu. Thì tôi cũng cho từ từ tôi cho nó. Vậy mà nó vô nhà tôi đang cắp tiền cắp bạc đó. Có được không? Chắc là hiểu lầm thôi chứ không phải ăn cắp gì tiền gì đâu gì. Hiểu lầm gì, nếu mà cô về trễ là cô mất trắng rồi, cô biết không? Tao nói nghe, kỳ này là tao tha nghe. Nghe, tại vì tiền bạc tao không có mất nghe. Kỳ sao mà mày ăn cắp đó tao chặt tay mày nha. Tao quýnh một trận đã rồi, rồi tao đem lên công an nè. Mày phải ăn cơm tù á, mày mới bỏ cái thói đó nè mày, nghe chưa? Dạ thôi. Dì ơi, con năn nỉ gì đừng đưa con lên công an mà gì. Dì ơi, chắc là bạn biết lỗi rồi, dì đừng có làm như vậy nữa. Còn tiền nhà của bạn thiếu gì á thì để con trả cho. Chiều tối con đem qua cho dì. 2 tháng tiền nhà trước, rồi có gì từ từ bạn đem thêm 1 tháng tiền nhà qua trả cho dì nha. Con ơi con, nó là cái đứa con gái xấu xa, con đừng có chơi với nó. Mày, tôi nói thiệt với mày nghe, nghe bạn mày nói không? Mày có phước lắm nghe con, mày mới được một người bạn như vậy nghe chưa? Tội nghiệp đó ha, có ngày nó lừa gạt con luôn, tại vì biết con là người có tiền đó, cho con biết như vậy đó. Dạ, chắc là hiểu lầm gì đó chứ, hoặc là bạn có một cái lý do gì đó chứ, tự nhiên mình sao là đi làm không có lý do đi trấu vậy trơn trời đó. Nghĩ sao vậy? Cái bà cũng xinh đẹp quá mà, đâu phải là xấu xí đâu. Thì biết bao nhiêu chuyện là không đi làm. Đó, để ăn cắp tiền để ăn xài chân diện nè, chứ làm gì. Rồi con nói sao? Con trả tiền giùm cho nó phải không? Dạ, tối con đem tiền qua cho. Rồi, được rồi, tiền thì cô lấy. Nhưng mà mày, ta không có muốn chứa chấp cái loại ăn cắp trong nhà tao. Biến ra khỏi nhà tao liền. Nhưng đi ra khỏi nhà tao liền. Dạ thôi dì, bây giờ cho bạn nó một cơ hội thôi. Chứ bây giờ dì đuổi đi rồi biết ở đâu, rồi còn ăn học làm sao nữa dì. Kệ nó, tự nó lo thân nó lo chứ mất gì mình phải lo cho nó. Rồi cái thứ này không có ưa nổi hả? Dì về dì nghỉ ngơi đi. Rồi chiều con đem tiền qua gửi cho dì. Rồi nhớ chiều nay đem tiền qua đóng cho tôi đó. Dạ con biết rồi. Đồ có thứ con gái con đuối gì đâu. Mặt mày sáng sủa mà đi ăn cắp. Có sao không? Ngồi xuống đây nè. Thì đó tôi không có đụng gì hết á. Đó ngồi xuống đi.
Để tôi coi coi. Cái này phải rửa vết thương á, để nhiễm trùng á. Tôi tự lo được. Mà có thiệt là bà lấy tiền của dì không? Thực ra thì tôi cần nhiều tiền lắm. Bà đừng có nói với tôi là cần nhiều tiền đi chân diện giống như là dì nói nha. Nhà tôi nghèo từ hồi đó giờ rồi, tôi làm gì mà biết chân diện với người ta. Nhà ăn còn không đủ ăn nữa chứ đó mà chân diện. Vậy là chắc là có lý do gì đúng không? Có lý do gì cho nên bà mới làm chuyện như vậy? Tôi đang cần tiền cho em tôi phẫu thuật. Cần tiền phẫu thuật hả? Cần bao nhiêu tiền? Nói đi, tôi hứa là tôi sẽ tìm cách giúp bà mà. Nhiều lắm, đến 50 triệu lận đó. Vợ tôi không biết đảo đâu ra 50 triệu. Thằng tháng đi làm bao nhiêu tiền tôi gửi về nhà hết rồi. Tiền đóng tiền trọ tôi còn thiếu lên thiếu xuống, còn giờ còn sắp bị đuổi nữa. Tiền đâu có đâu 50 triệu không biết. Mà vợ tôi không có tiền phẫu thuật cho em tôi á, là bác sĩ nói nó sẽ nguy kịch. Thôi nín, đừng có khóc nữa. Bà khóc là tôi muốn khóc theo luôn à. À bây giờ tôi nói bà đừng có chửi tôi nha. Tôi sẽ mượn tiền ba mẹ tôi cho bà mượn. Không, cho mượn thôi, đừng có ngại. Thì bây giờ trước mắt bà phải chữa bệnh cho em cái đã. Rồi tiền đó bà đi làm lại rồi bà trả lại tôi từ từ được mà. Nhưng mà nhiều lắm á. Không sao hết á, tôi có thể nói chuyện thuyết phục được ba mẹ của tôi mà. Ủa bà không có giận tôi hả? Không sao tự nhiên giận bà, bà có làm gì tôi đâu. Chứ mấy lần á bà quan tâm tôi á là tôi cứ hớt hủi bà rồi dùng những lời lẽ khó chịu với bà nữa. Tại vì tôi nghĩ là thường mấy người nhà giàu á, họ chỉ thích chơi chung với những người nhà giàu thôi. Còn mấy đứa nhà nghèo như tụi tôi á, trừ khi nào mà mấy người cần thì mới lại nói chuyện. Chứ còn không á thì cũng hớt hủi tụi tôi giống như cùi hủi vậy đó. Thì cũng có người này người kia chứ sao bà đánh đồng hết tất cả mọi người như vậy được. Cứ coi tôi là bạn đi. Đừng có suy nghĩ nhiều gì hết á. Còn cái chuyện của bà, nhất quyết là tôi sẽ về tôi nói với ba mẹ tôi. Cho bà mượn tiền, còn trước mắt á là phải trả tiền cho dì cái đã. Tôi nói bà nè, cái gì cũng phải nhờ người này người kia giúp đỡ rồi tìm một cái phương án giải quyết chứ. Mà bà đi ăn cắp như vậy á, tôi thấy không có ổn tí nào hết đó. Dì á là dì cũng hiền á, chứ không là gặp người khác đưa bà lên công an rồi, bị bắt rồi làm sao mà lo cho gia đình được, làm sao mà lo cho em phẫu thuật được. Tôi biết rồi, tôi nói thiệt á, một lần á là tôi tưởng tới già luôn. Để tôi mua bông băng thuốc đỏ xuất cho nha. Cảm ơn bà nhiều nha. Đánh giá một con người không nên dựa trên thân phận giàu nghèo, mà hãy dùng trái tim để cảm nhận tất cả.